Mới sắm đào chơi Tết đã bị tên trộm hốt tay trên, khiến gia chủ tức điên người. Một câu chuyện khá buồn cho chủ nhà khi sắm được cây đào để chơi Tết. Nào ngờ tên trộm chơi phát hết hồn. Câu chuyện sau sẽ là tại Thái Nguyên vào rạng sáng 24 tháng 1. Theo chị T, tên viết tắt, chủ nhà cho biết mới mua được cây đào vừa mới trồng được mấy ngày trang trí chuẩn bị cho Tết. Nào ngờ sau đó chỉ còn mỗi cái chậu. Theo trích xuất camera an ninh ghi lại, vào ngày 24 tháng 1 vừa rồi, trong màn đêm tĩnh lặng, gia chủ đã say giấc thì có một chiếc ô tô dừng lại trước nhà ngay cạnh chậu đào. Sau đó một đối tượng tiến lại gần tiếp cận tắt đèn nháy và dùng hết sức bình sinh nhổ bật gốc cây đào lên. Sau đó thanh niên đã nhanh chóng ra mở cốp xe, lấy xẻng đào bỏ vào trong cốp xe rồi chạy đi mất. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp của mình, thanh niên thản nhiên lái xe rời đi mà không sợ ai phát hiện. Một tình huống bi hài bởi kẻ trộm đi hẳn ô tô con và hành động đầy bất ngờ. Các chủ nhà cẩn trọng bảo quản cây cảnh của mình tránh rơi vào trường hợp tương tự, đặc biệt là các ngày cận Tết như bây giờ. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!